tổ huyết trồng ở dê là một bệnh truyền nhiễm lây lan mạnh và gây thiệt hại lớn cho người nuôi dê. Bệnh xảy ra quanh năm trên mọi lứa tuổi nhưng thường bị nặng khi chuyển mùa. Với những biểu hiện điển hình như là viêm phổi, nhiễm trùng máu và viêm vú, đồng thời khi dê gặp các vấn đề bất lợi làm giảm sức đề kháng như là khí hậu, thức ăn thay đổi đột ngột, vận chuyển hay là nhiễm một số bệnh khác. Chính những điều này tạo ra điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh và gây bệnh. Thứ nhất, nguyên nhân gây bệnh tụ huyết trùng. Bệnh do một số loài vi khuẩn trong chi Pasteurella gây ra, trong đó loài P. multicida thường gây bệnh ở thể nhiễm trùng máu xuất huyết, còn loài P. hemolytica thường gây bệnh ở thể viêm phổi. Đây là vi khuẩn có sức đề kháng yếu với các chất sát trùng, với ánh sáng chiếu trực tiếp, sức nóng, nhưng lại sống khá lâu trong nền chuồng, trong đất, trên đồng cỏ đến vài tháng, có khi đến cả năm. Hơn nữa, vi khuẩn lại có thể sống ở đường hô hấp. Vì vậy mà việc hạn chế xâm nhập vào cơ thể và tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn là rất khó khăn. Thứ hai, triệu chứng biểu hiện của tụ huyết trùng. Bệnh thường có những triệu chứng điển hình như sau: triệu chứng viêm phổi. Ở thể này, dê thường có biểu hiện như là mệt mỏi, ăn ít, ho, thở khó, mũi có chất nhầy trắng hoặc là vàng dính quanh lỗ mũi. Đôi khi dê ho ra cả đám dịch nhầy, cơ thể dê gầy sút và có thể chết sau một thời gian. Khi mổ khám sẽ thấy một số biểu hiện điển hình như là phổi xẹp, có những vùng phổi bị nhập hóa, khí quản chứa nhiều dịch nhầy. Thể bệnh này rất thường gặp ở những đàn dê nuôi nhốt trong điều kiện môi trường mật độ cao, thiếu ánh sáng và ẩm lạnh. Thứ hai, triệu chứng nhiễm trùng máu. Dê sốt cao, trung bình từ 40 cho đến 401 độ C. Dê ủ rũ, mệt mỏi không ăn, nằm một chỗ và chết nhanh. Nếu có điều kiện mổ khám, sẽ thấy một số đặc điểm như là tim sưng to, trong xoang bao tim, xoang ngực và xoang bụng chứa nhiều nước vàng, thịt sẫm màu, trên bề mặt cơ tim, phổi xuất huyết nặng. Thứ ba, triệu chứng viêm vú. Thường xuất hiện ở những con dê cái, con vật sốt nhẹ, màu vú sưng to và cứng, đôi khi thấy có mủ khi nằm ở đầu vú. Đặc biệt nhất là không cho dê con bú hoặc là không cho vắt sữa. Thứ ba, phòng bệnh. Việc điều trị rất khó khăn, thường chậm hiệu quả và tốn kém. Vì vậy, áp dụng phòng bệnh bằng vaccine là biện pháp tốt nhất. Vaccine tụ huyết trùng là vaccine dạng lỏng màu vàng nhạt, liều tiêm 20 lít trên một con cho dê từ 2 tháng tuổi trở lên, tiêm dưới da hoặc là tiêm dưới bắp thịt. Vaccine có miễn dịch 6 tháng, vì vậy cần tiêm vaccine định kỳ 2 lần trên một năm để phòng bệnh cho đàn dê. Chú ý lắp kỹ lọ vaccine trước khi sử dụng và chỉ sử dụng trong ngày. Khi không có dịch bệnh, định kỳ tiêu độc khử trùng chuồng trại 2 tuần trên một lần. Nếu khi dịch bệnh xảy ra, cần tiến hành từ 2 cho đến 3 lần trên một tuần. Chuồng nuôi và khu vực xung quanh cần được quét dọn, khơi thông cống rãnh hàng ngày và thường xuyên đốt rác thải. Trước khi đưa dê vào nuôi và sau khi xuất chuồng, cần thu gom hết phân thải, rửa sạch chuồng bằng nước và sau đó khử trùng chuồng trại bằng các hóa chất như là BKC, Vercon. Sau đó để chuồng trại từ 7 cho đến 10 ngày trước khi nuôi dê vụ mới. Không chăn thả dê cố định ở một bãi mà cần luân phiên để cây cối có thể phát triển và hạn chế ô nhiễm. Nên tránh những bãi chăn thả có những vùng nước nhằm hạn chế dê bị dùng sáng. Hàng ngày theo dõi sức khỏe của dê, không sử dụng thức ăn ướt, thức ăn dính nước mưa, bùn đất. Vệ sinh sạch sẽ máng ăn, máng uống hàng ngày. Nước sử dụng cho dê uống phải sạch sẽ và không bị ô nhiễm. Thứ tư, trị bệnh.
sử dụng kháng sinh sớm và đúng liều sẽ có hiệu quả cao. Có thể dùng một số loại kháng sinh như là penicillin kết hợp với streptomycin và oxytetracycline hoặc là các loại thuốc sau đây để điều trị bệnh. NAVET pen strep loại bột hòa tiêm hoặc dung dịch tiêm, liều dùng dê cừu lớn 1 ml 20 kg, thể trọng 1 ngày. NAVET pen strep loại bột hòa tiêm hoặc dung dịch tiêm, với loại dung dịch tiêm dùng 1.5-2 ml 10 kg, thể trọng 1 ngày, tiêm bắp thịt liên tục trong 3-5 ngày. Liều dùng dê lớn 1 ml trên 20 kg thể trọng trên 1 ngày, dê nhỏ 1 ml trên 10 kg thể trọng trên 1 ngày. Đặc biệt dùng liên tục từ 3-5 ngày. Chú ý phối hợp điều trị bằng kháng sinh kết hợp với các loại thuốc trợ sức. Lưu ý trường hợp dê khó thở, ho nhiều nên sử dụng thêm thuốc long đờm, thuốc hạ sốt. Cùng đó cần có chế độ chăm sóc hộ lý tốt cho dê đang điều trị sẽ giúp phục hồi khỏi bệnh nhanh hơn. Giống cỏ Tiến Đạt mang đến những giống cỏ chất lượng cao, nhiều chất dinh dưỡng cho nhà nông. Giống cỏ Tiến Đạt cung cấp đầy đủ các giống cỏ chăn nuôi các loại, với các giống cỏ chủ đạo như là cỏ Guinea Bobacha, cỏ Bắp Plum, cỏ Muloto 2, cỏ Stilo, cỏ Rungji, cỏ Super BMR. Chúng tôi tư vấn miễn phí và giao hàng tặng nhà cho quý khách hàng trên toàn quốc. Truy cập ngay website tiendat7.9.com hoặc liên hệ hotline 0938 897099 để nhận nhiều ưu.